thì 5 năm 10 năm rồi cũng nuôi quá. Thì chùa này còn lại để cho ai? Cho cả em nhỏ trưởng thành để nó trở lên để nó đi ăn cái chùa. Bây giờ mình đuổi nó đi được thì hạt bồ đề đâu mà nữa. Hạt bồ đề mình đã nấu hết trơn, nó rác hết trơn rồi. Thì chùa này kia là một mai là nó tan rồi thôi. Thì nó có lợi gì đâu, mình xây chùa để Phật tử địa phương xây chùa để phụng sự, để phục vụ cho quần chúng Phật tử, chứ không phải là phụng sự và phục vụ cho một cá nhân, một cái nhóm người nào. Mình cần phải hiểu được gì nữa để chi, để mang lại cái lợi cho chùa. Cháu chỉ đề nghị rằng á, nếu mà bà có cái sự đóng góp nào cho bác công trì đó, thì cháu hãy đuổi với đồng tử ra, nó không có lợi với đồng tử, và ngược lại là cũng có lợi cho chánh trị của chùa. Cái gia đình Phật tử gắn bó với chùa 40 năm nay, bác công trì giỏi lắm thì gắn bó với chùa 5 năm, 10 năm, 15 năm là cùng. Mình đi, mình mới lên cầm là cái điều hành một cái tổ chức là mình đuổi tất cả những người mà có công như vậy đúng hay sai, thì để cho mọi người họ khi dư luận bên ngoài họ nhìn, cho nên trở thành là đuổi dân từ là một điều mà bác cũng nên cần phải suy nghĩ lại cho kỹ. Nó không có lời cho dân từ mà nó không có lời cho cái chùa, và nó mất đi cái tiềm năng phát triển của các em trẻ. Thì hy vọng rằng nếu bà có cái điện thoại mà thương của bác cũng đi thì cháu mong bà là đào đạp cái điều mà cháu nói ra. Thì hy vọng rằng nó có một cái sự gian xếp nào đó để cho là dân Phật tử nó còn sinh hoạt tại chùa, để sinh hoạt chùa nó vui vẻ, chứ không phải là như ngày hôm nay. Trả lời cái câu đầu tiên của là tăng nói chùa bây giờ hiểu yêu như vậy, thì có khi nào gia đình Phật tử xét lại mình có làm cái điều gì không hay đối với chùa, và chùa cũng có xét lại là chùa có làm những cái điều gì không hay để đem đến Phật tử bỏ chùa đi, không còn bao nhiêu người đạo đức, thì chúng ta có lúc nào đó nghĩ lại mình có làm điều gì sai hay không? Mình có làm cái điều gì? Gia đình Phật tử và chùa có làm cái điều gì để bây giờ Phật tử bỏ chùa? Bác cho con xin có ý kiến. Dạ, con nhớ cũng là một nơi tận lời câu hỏi của bác. Thì cách đây 2 năm, bác có nhớ là toàn bộ gia đình Phật tử đã phát trí đặt vào trong cái hội đường đó đã góp ý 5 cái điều kiện để đưa ra để xây dựng chùa. Bác còn nhớ là cái vụ mà chưa xảy ra chuyện gì hết á. Thì tụi con đã yêu cầu cái thầy có 5 điều kiện, là yêu cầu bây giờ thầy làm ban quản lý và thầy làm chủ tịch. Bác còn nhớ cái cuộc họp giữa ban trưởng và các bác sinh hoạt ở chùa Long Năm với là thầy không? Bác có nhớ cuộc họp đó không? Tụi con có không băng và đàn hồi hết và có vấn đề internet. Đó là cái điều, cái mà đầu tiên xảy ra cái vấn đề này là tụi con đã qua ngồi với nói thầy để góp ý để xây dựng cái giá chùa như này, nhưng mà thầy đều bác bỏ hết. Con còn nhớ 5 điều kiện mà tụi gia đình và tụi con gia đình Phật tử và các bác đi chùa được 5 năm để qua góp ý với thầy. Con nhớ cũng là điều thứ nhất, thầy đã già rồi, bây giờ thầy muốn tu hành thì xin yêu cầu thầy nhường lại chức chủ tịch cho các bác làm để thầy lui lại để tu học. Con chỉ nhớ nhắc ra những cái điều kiện để các bác nhớ lại cuộc họp như cái thời kỳ đó để góp ý cho nhau để xây dựng cái chùa Như Lai, nhưng mà thầy đã bác bỏ cái cuộc họp đó, thầy không chịu, và thầy từ đó trở lên thầy cứ nói là gia đình Phật tử nghe theo cái này nghe theo cái nọ để mà chống đối với thầy. Từ khi đó nó mới trở lên tình hình hôm nay. Nhưng mà từ lúc ban đầu là tụi con đã nhớ là tăng, các anh chị không nhớ không lầm, vẫn còn có
đã ngồi lại với thầy và yêu cầu đã nói chuyện với thầy trước khi là tình hình xảy ra đến hôm nay, chứ không phải là từ một bước hai mà nó trở lên như thế này. Nếu mà bác nhớ không lần lần đó không nhớ là có bác nữa.